Sau đây em xin trình bày nghiên cứu của mình về giá trị của siêu âm trong chẩn đoán tràn khí màng phổi sau sinh thiết xuyên thành ngực tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Đặt vấn đề, tràn khí màng phổi là tình trạng xuất hiện khí trong khoang màng phổi. Đây là một bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, đòi hỏi cần phải chẩn đoán và xử trí kịp thời để tránh dẫn đến trường hợp suy hô hấp có thể gây tử vong cho người bệnh. Về phân loại tràn khí màng phổi, có nhiều cách phân loại tràn khí màng phổi. Tuy nhiên, trên lâm sàng, tràn khí màng phổi thường được phân loại dựa theo nguyên nhân gây tràn khí màng phổi, gồm có tràn khí màng phổi tự phát, tràn khí màng phổi thứ phát và tràn khí màng phổi do can thiệp thủ thuật. Tràn khí màng phổi do can thiệp thủ thuật ngày càng được quan tâm do sự gia tăng về số lượng các biện pháp can thiệp thủ thuật vào trong khoang màng phổi nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị. Về chẩn đoán tràn khí màng phổi, từ trước đến nay chẩn đoán tràn khí màng phổi là thế mạnh của X quang. Tuy nhiên, X quang cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt với những bệnh nhân nặng suy hô hấp cần phải thở máy, những bệnh nhân chụp ở tư thế nằm bất động. Có 25-40% tràn khí màng phổi bị bỏ sót trên phim X quang ngực. Trong khi đó, siêu âm phổi giúp chẩn đoán tràn khí màng phổi với độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn, có thể khắc phục được những vấn đề khó khăn có thể gặp trong X quang. Siêu âm phổi có thể thực hiện được nhiều lần, thực hiện được tại giường, không phơi nhiễm tia xạ, giá thành rẻ và cho kết quả nhanh chóng. Chẩn đoán tràn khí màng phổi trên siêu âm dựa theo Blue Protocol, chẩn đoán tràn khí màng phổi khi có ít nhất một trong hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất, có dấu hiệu điểm phổi trên siêu âm. Tiêu chuẩn thứ hai, có A' profile, gồm có mất dấu hiệu trượt màng phổi, không có B-line và tăng A-line trên siêu âm. Trên chế độ siêu âm TM1 có thể thấy dấu hiệu mã vạch thay cho hình ảnh bãi biển. Đây là hình ảnh chẩn đoán tràn khí màng phổi trên siêu âm với hình ở phía bên tay trái. Có thể quan sát thấy dấu hiệu điểm phổi và hình ở phía bên tay phải là hình ảnh bãi biển với đặc trưng là những đường thẳng đen trắng xen kẽ, được giống ví giống như là hình ảnh mã vạch hay còn gọi là dấu hiệu tầng bình lưu. Về phương pháp nghiên cứu được thực hiện trên 71 bệnh nhân được thực hiện sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó có 9 trường hợp được thực hiện sinh thiết xuyên thành ngực 2 lần. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang. Các bước tiến hành của nghiên cứu. Tất cả các bệnh nhân sẽ được ghi nhận các thông số trong quá trình thực hiện thủ thuật về tư thế, độ sâu tổn thương, số mảnh bệnh phẩm sinh thiết, tình trạng tràn khí màng phổi trên phim chụp cắt lớp vi tính sau sinh thiết. Siêu âm phổi và chụp X quang ngực sẽ được thực hiện sau khi kết thúc thủ thuật 3 giờ để xác định tình trạng tràn khí màng phổi bởi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ siêu âm và bác sĩ điện quang sẽ làm việc độc lập, không biết kết quả chẩn đoán của bệnh nhân. Về kết quả nghiên cứu, trong kết quả nghiên cứu của mình, em ghi nhận được tỷ lệ nam giới chiếm phần lớn với 73,2%, nữ giới chiếm 26,8%, tỷ lệ nam trên nữ là 3:1. Kết quả này có nét tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Lê Trung Thành năm 2016 thực hiện trên nhóm đối tượng sinh thiết xuyên thành ngực cho kết quả tỷ lệ nam trên nữ là 3:1. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu ghi nhận được là 58,8, giá tuổi nhỏ nhất ghi nhận được là 26 và lớn nhất là 79. Tác giả Lê Trung Thành năm 2016 ghi nhận kết quả tương tự với độ tuổi trung bình là 54,8. Tỷ lệ chẩn đoán tràn khí màng phổi sau sinh thiết xuyên thành ngực, chúng em ghi nhận được 32,5% trường hợp tràn khí màng phổi sau sinh thiết xuyên thành ngực. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Trịnh Thị Hương năm 2018 được thực hiện trên nhóm bệnh nhân sinh thiết xuyên thành ngực, ghi nhận tỷ lệ tràn khí màng phổi là 21,9%. Một nghiên cứu đa trung tâm năm 2011 ghi nhận kết quả tỷ lệ tràn khí màng phổi sau sinh thiết xuyên thành ngực là 45,7%. Các dấu hiệu quan sát được trên siêu âm, điểm phổi quan sát được ở 19 trường hợp. Các dấu hiệu mất trượt màng phổi, không có B-line, tăng A-line, hình ảnh mã vạch quan sát được trên 24 trường hợp, chiếm 30%. Dựa vào các dấu hiệu quan sát được trên siêu âm, chúng em chẩn đoán được tràn khí màng phổi ở 24 trường hợp với đầy đủ các tiêu chuẩn. Có A' profile là 24 trường hợp với 30%, điểm phổi 19 trường hợp tương đương với 23,7%. Trong nhóm các bệnh nhân tràn khí màng phổi, điểm phổi quan sát được ở 73,1%, các dấu hiệu mất trượt màng phổi, không có B-line, tăng A-line và hình ảnh mã vạch quan sát được ở 92,3% các trường hợp. Từ các kết quả trên, chúng em đưa ra được kết quả về độ nhạy
độ đặc hiệu của siêu âm trong nghiên cứu của mình tương ứng là 92,8% và 100%. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Satori và cộng sự năm 2007. Ghi nhận độ nhạy độ đặc hiệu của siêu âm trong chẩn đoán tràn khí màng phổi là 100%. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Ninh và cộng sự năm 2018. Ghi nhận độ nhạy độ đặc hiệu trong chẩn đoán tràn khí màng phổi là trên 90%. Về mối liên quan giữa tràn khí màng phổi và các đặc điểm can thiệp thủ thuật. Chúng em ghi nhận tràn khí màng phổi gặp nhiều hơn ở nhóm bệnh nhân có kích thước tổn thương nhỏ hơn 3 cm, có độ sâu tổn thương lớn hơn 5 cm và số mảnh bệnh phẩm sinh thiết lớn hơn 5. Tuy nhiên, sự khác biệt về tràn khí màng phổi giữa các nhóm bệnh nhân không có sự khác biệt với P lớn hơn 0,05. Tôi xin kết luận về đề tài nghiên cứu của mình. Tỷ lệ nam trên nữ trong nghiên cứu ghi nhận được là 3:1, độ tuổi trung bình là 58,8. Siêu âm phổi có độ nhạy độ đặc hiệu lần lượt là 92,3% và 100%. Dấu hiệu mất trượt màng phổi tăng A-line, không có B-line, hình ảnh mã vạch quan sát được ở 92,3% các trường hợp tràn khí màng phổi. Dấu hiệu điểm phổi quan sát được ở 73,1%. Tràn khí màng phổi không có sự khác biệt về các nhóm bệnh nhân, có sự khác nhau về kích thước tổn thương, độ sâu tổn thương và số mảnh bệnh phẩm. Em xin kết thúc bài trình bày của mình ở đây ạ.